con gì vậy anh? Eagle. Wow, yeah, eagle to bự không? Bự quá, eagle lớn. Eagle quá thôi cho nè. Hi, xin chào mọi người, hiện tại là bằng đang ở Cancun mọi người. Đây là sân bay Cancun mọi người. Đây, quay xung quanh mọi người coi. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều mà trời rất là nóng nha mọi người. Và lúc nãy là bằng đáp xuống hơi bị bỡ ngỡ là bởi vì không biết ai đón mình luôn. Lúc đầu bằng đặt xe là người ta nói là người ta có cái bảng đón để tên của bằng để bước xuống ra khỏi cửa là thấy liền. Nhưng mà ai ngờ đâu ra đây đi kiếm mút chết luôn không thấy. À, cuối cùng là phải gọi điện thoại cho cái công ty mà nó đón mình, nó chỉ nói cho mình biết là nhân viên của nó mặc đồ gì nó miêu tả gì cho mình coi để mình làm tiền. Trời ơi chết đi chứ. Xong rồi đi tiền một hồi là mới biết là nhân viên có đang ăn trưa. Nên là không có đứng ở đây, làm mình đứng đây mình đợi cũng chết luôn. Nóng ơi. Nóng không? Dạ nóng. Dạ nóng. Nóng có nhiều không? Ô con chim kia. Wow. Giống bồ câu vậy. Ê chà, bồ câu. No. Just say hi. Oh. By the way, hôm nay là tháng 5 mọi người. Ở bên mình thì vẫn còn lạnh, còn mát. Ở bên đây là hơi. Oh, hồi nãy thấy quá trời hãng hơi xe trong đó luôn mà. Của Mỹ nhiều lắm, nguyên một dãy luôn. Hả? Có thằng Interrail, có thằng Hết nữa. Hả? Ở trong đó có luôn á. Từ đây về khách sạn khoảng 10 phút mọi người. Theo như bằng coi trên Google Maps đó, nhưng mà nãy giờ đứng đây đợi là hơn nửa tiếng rồi đó mà chưa thấy người. Đây là lần đầu tiên đến Cancun nên là bằng bỡ ngỡ. Nên là không biết là có nên đi taxi không, nên là bằng phải đặt cái dịch vụ đưa đón cho nó an tâm để đưa thẳng về khách sạn luôn. Tí xíu nó về khách sạn quay tiếp cho mọi người coi. Đâu rồi? Đi. Qua những phòng thôi. Hai. Bằng nó vô tới khách sạn mọi người. Giờ sẽ đứng đợi để nhận phòng. Hi, xin chào mọi người. Đây là cái phòng của bằng đặt nha mọi người. Đây có một cái đây, cái cửa này là cửa mở với cửa kéo. Đây là cái phòng tắm bình thường thôi. Yeah. Nãy nói bằng là tất cả mọi thứ trong đây là free. Yeah. Tất cả mọi thứ free. Cái mini bar. Đây có bia, nước ngọt, nước suối thôi. Cái chìa khóa lạ lùng. Cái chìa khóa là mọi người. Giống như cái đồng hồ đó. Và ở đây là có một cái chai rượu. Nãy lúc mà check-in đó, họ nói mình là muốn uống cái chai rượu nào. Họ đưa ra chắc cũng hai mấy chai á. Nhưng mà hình như là nãy mình kêu chai tequila. Sao lẹ dữ ta. Nhanh quá. Có hai cái ly luôn. Trời ơi, cái đi cái này chắc đẻ nữa quá. Yeah. Trái cây. Có trái cây nè. Ở đây có một cái gương nè. Đây có cái gương nè. Chạy làm gì đó, chạy làm gì đó. Chạy làm gì đó. Nhưng mà cái phòng hơi nhỏ nha. Và ở trước cái phòng thì nó có một cái hồ bơi riêng mọi người. Đây. Hồ bơi riêng của nhà bằng. Những cái dãy này hồ bơi riêng hết. Mình mở sao đây. Thôi đây. Nó có hai cái block lận. Cho nó chắc chắn. Hồ bơi riêng mọi người. Yeah, hồ bơi nè. Đây là cái hồ bơi riêng của mình. Và nó ngoài kia nó còn cái hồ bơi lớn nữa. Ở phía bên đó là nó có 4 cái nhà hàng dài của nó luôn. Yeah. Này. Này cái dãy phòng này là giống như kiểu là có hồ bơi riêng mọi người. Chút xíu nữa nhà bằng sẽ tắm ở đây. Yeah. Nhà bằng không có ra ngoài kia mà tắm ở đây. Ok. Ăn đi vô ăn. Chút xíu tắm con. Đâu rồi. Hello. Ai vậy? Ai vậy? Con này ai đây? Này ai đây? Trời. Này ai quậy dưới vậy ta? Có lạnh không? Lạnh không? Nước ấm mà. Ấm hả? Ngâm dưới này. Trời mát ha. Bên kia hồ lơi bơi lớn kìa. Bơi giờ cho bơi trong này. Thôi bơi đây đi. Cái đó chị. Này sướng mà trong đó giống nhau thôi. Ừ. Gì khác đâu.
Cũng vậy thôi, mình bơi đây xuống hơn. Vừa bơi vừa làm việc. Trời đất ơi la dữ vậy hả? Trời đất ơi la dữ vậy trời. Tuyệt vời tuyệt vời. Trời trời mát lắm mọi người ơi. Rồi hồi nãy sao đứng trong kia nó nóng ha? Chắc không có gió. Đây có gió. Mát ghê. Chỉ có chỗ này mới có. Nhìn thẳng trước là biển mọi người. Trên lầu đâu có gì đâu. Thẳng trước là biển luôn. Yeah. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Sao con? Có đợi ba xuống không? Đợi ba xuống không? Kêu ba xuống đi, kêu ba xuống lại. Kêu ba xuống không? Ba xuống, ba kêu đi ba. Ba xuống nha. Dạ. Ok. Ba kêu cho nghe ba. Ừ. Yeah. Ngon không con? Ngon không? Trái cây ngon mọi người. Giống bên mình. Cái này vui. Mà đu đủ nó ngon ghê. Ha, đu đủ nó ngon ha. Ngon. Chuối nó cũng giống chuối mình mà. Wow. Có thấy trái cây á. Cho chim ăn trái cây không? Để bác cho chim ăn trái cây nha. À. Chip 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 chip. Chip 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 chip. Chip 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 chip. Chip 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 chip. Chip 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 chip. Chim 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 chim. Chim 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 ơi. Chim chim chim. Không có chim qua nè. Không có chim qua không? Tới nè, tới nè. Đó. Đó nó ăn trái cây kìa. Bay. Wow. Bay được ba. Con chim mình nó không bay được con. Chim có cánh nó biết bay, con chim nó phải biết bay chứ. Còn cái nữa, còn cái nữa. Còn nữa, chị á, còn chị kêu còn. Chị kêu hả? Chị kêu gì ạ? Chị nói gì? Còn nữa hả? One more. Kìa, ta nhảy nhót dưới kìa. Đây là xuống dưới biển rồi nè mọi người. Ồ, có cái tàu chuột của Yellow Slide kìa em. Nè, có khu cho em nè. Có Yellow Slide nè. Bỏ nhạc để đã. Lát tới lên trên. Đi ra đây ngắm biển cái đi. Ra ngắm biển trước đi, hồi tính. Chắc nhà hàng này quá. Đúng rồi đó. Sivachira gì đó. Dạ, chúng mình ăn đây. Nhà hàng này nè mọi người. Tí xíu nữa nhà bằng sang ở đây. Đây là biển Cancun. Ồ, cái này là tảo. Tảo nâu. Biển bị tảo quá trời mọi người. Mà nó có cái màu xanh ngọc ha. Nó có màu xanh ngọc ha. Biển đẹp quá nhưng mà nó có cái tảo. Tạo này ngứa lắm á. Không, hình như có chỗ có chỗ không rồi. Chỗ kia không có. Đẹp quá ha. Biển đẹp. Ngắm biển nè. Đẹp quá. Ok, mình vô kiếm cái bàn mình ngồi mình ăn thôi. Đây, vô. Lát ăn xong đi chơi. Giờ vô nhà hàng này ăn mọi người. Chỗ này nè em. Ân đi ăn trước. Đi ăn trước. Bây giờ bằng sẽ uống thử ly bia Mexico mọi người. À, không phải Corona nha mọi người.
cô nào không? Hồi nãy nghe. Ồ vậy hả? Không phải, không phải cô nào. Phải. Cô nào khác. Không, nó khác, cái vị nó với cô nào. Phải cô nào? Sao uống nghe mùi kỳ không? Không phải cô nào. Cô nào đâu có đắng như vậy. Vậy đắng lắm. Đắng luôn á. À, ăn thử cái miếng này. Bằng cũng quên tên cái miếng này kêu là gì rồi. Tại vì hai đứa em cũng ít ăn đồ Mexico. Không là nhất nè. Tabasco. Này để ăn với taco mọi người, ăn với taco. Cái này là Comeback to Play. Trở về với cuộc sống. Uống nha. Mẹ, mẹ uống hả? Mẹ ơi. Nè, nữ đi. Uống uống xong cho tao cảm nghĩ nha. Uống xong trở về cuộc sống không nha. Nè, cái này có mực, có sò điệp, có tôm, bơ. Có mực, không bơ không nói rồi, có thêm sốt gì đó. Có thêm không phải. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Đúng rồi. Bạch tuộc. Bạch tuộc ăn chứ nghe vậy. Noche. Chay, cho chị ăn đi, cho chị ăn đi. Nóng không? Tô nóng. Nóng, nóng. Nè, mực ăn giòn đi. Mà, calamari mà. Chị ăn đi. Cho chị. Cái là mực chiên giòn. Này nãy món này tên là gì vậy? Đâu có cay đâu. Thử món này chơi. Nặng chanh vô mẹ. Đây là hải sản của Mexico mọi người. Ăn không lạo ha. Có bỏ cái nước sốt vô đây. Đây tao xài giấy, tao xài khăn không. Ô nô chê ăn chanh hả? Ừ. Tôm mới chưa chín luôn nha. Nó ăn giống như đồ sống vậy. Không. Nó này hấp. Là chỉ giống như là kiểu tôm phải nêm của mình. Tôm hấp rồi, nhưng mà chỉ chín được khoảng chừng 50-60% mà. Mở, mở chai này cho mình đấy. Ngon chai lắm mình đấy. Ngon lắm. Ngon. Ngon lắm hả? Ngon lắm. Thử coi. Nè hả? Trở về với cuộc sống. Có hành, có đồ đầy đủ. Ủa chứ bao nhiêu năm nay mà không có sống hả? Giờ mới trở về cuộc sống. Nước rất là ngon. Trời ơi. Ngon không? Ngon. Giờ tới bằng mọi người, tới bằng, tới bằng mọi người. Đây là ba hàm. Đây là súp hải sản. Súp hải sản. Có mực với tôm thôi, không có gì hết. Có cá luôn ba. Không có cá. Có mực với tôm với cua. Ừ, có cá nữa. Có cá nữa. Mực, tôm, cua với cá. Hình như mấy món này giống giống nhau hết à. Chỉ có cái cách làm khác nhau thôi. Mồi màng giống nhau, chỉ có cách làm khác nhau. Mở như ba chai này. Hiểu chưa? Bây giờ ăn cái taco. Qua tới Mexico không ăn taco là ổn lắm mọi người. Qua đây phải ăn taco. Taco. Dòng tiên phải ăn taco tôm. Ấm mềm quá. Có không? Có không hả? Nào giờ mình ăn toàn taco gà với bò không? Ừ. Ủa ngon không em ơi? Không, chút xíu mình kêu cái taco thịt nướng, bò nướng. Có, ăn thấy nướng gì? Có grill. Ngon quá. Bây giờ Bằng sẽ thử tới món mới mọi người. Nãy món này tên gì em? Cái phone coi mới biết được. Không nhớ hả? Order xong quên tên rồi. Nó ghi toàn tiếng, không phải tiếng Mỹ, nó ghi tiếng Anh. Nhưng mà thì tụi em không có chiên đồ Mỹ. Không, không có nhớ tên nó dài. Cái món này không? Đâu. Đúng rồi, is là gì đây nè, is là gì đó. Là nó đó. Đây món này nè mọi người. Is, này cũng chắc tiếng Mỹ rồi mày. Is là muze gì đó không biết. Muze hả? Tại vì không có ăn đồ Mỹ thường nên là không rành cái món này kêu là tên gì. Nhưng mà ăn thử cái đó là sao mọi người. Đây nè. Ồ. Hồi nãy cái này nó có giống như mustard. Nó giống như là. Có cay hả? Ờ, cay cay con, cay con. No, no. Nó giống như là. Đúng rồi. Nó có sốt gì ở trong á. Ngon. Mày lấy này ra ra. Cay. Giống như mustard á. Ừ. Nồng lắm. Ừ. Thôi bây giờ ăn cái món này trước em. Bây giờ Bằng ăn thử cái món của Mexico mọi người. Cái món này hỏi tên là không biết tên gì luôn nha. Tôm,
bạch tuộc, cá. Ngon thiệt không? Hải sản rất là tươi. Ăn con tôm á, hảo giòn. Hải sản rất là tươi mọi người. Ngon. Ngon quá, ngon, nhà mọi người. Đã chưa? Đây. Làm cái nữa nào. Đây có bạch tuộc nè. Có sò điệp nè. Có tôm. Bữa nay có mực nữa không? Không, có con không có mực. Không có mực hả? Cá luôn. Cái này đúng là phải nặng chanh chứ đúng không? Chắc rồi. Nãy mà hiểu chanh là dở. Ha. Hải sản này nó mới chín có khoảng chừng 40-50% à. Ngon quá. Ngon. Scallop ngon mà. Ăn cái này rồi. Ngon ha, làm cái nữa mình. Cái nào? Ta cổ hả? Ta cổ hả con hả? Cái này nè, cái này nè. Đây. Thank you.